thống nhất của ban lãnh đạo Vinai cũng quyết định điều mò bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Diệu giữ chức vụ đại sứ hỗ trợ cho Vinai Festival Chapter. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Vũ Duy Năng, về rất là may mắn đảm nhận vai trò chủ tịch của nhiệm kỳ đầu tiên. Cùng các thành viên từ Impact Chapter Hương Yên.